đoàn công tác văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã có chuyến khảo sát về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đoàn đã khảo sát tham quan thực tế tại khu trung tâm hành chính huyện, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây, cơ sở ô cốp Toàn Dương, khu xử lý chất thải Quang Trung, nhà văn hóa dân tộc Chơ Đo và khu dân cư kiểu mẫu ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện. Theo báo cáo của huyện Thống Nhất, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn, toàn huyện Thống Nhất hiện có 8 trên 9 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 2 trên 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, huyện Thống Nhất đã hoàn thành các tiêu chí chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, theo quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.